Ồ, oh, wow, giỏi vậy hả? Như vậy hả? Spiky hả? Hay vậy hả? Oh. Giỏi chưa? Joseph làm giỏi, bác Cường đâu biết làm cái đó đâu. Bác Bi đâu biết làm đâu. Đâu là có biết làm ha? Chắc Bella nhỏ, Bella biết làm, mấy người nhỏ mới biết làm, mấy người lớn không biết làm đâu. Yeah, mấy người nhỏ biết làm đó con. Ồ, oh, làm vậy hả? Mấy đứa không biết ăn trái cây với là mau lớn á, đừng ăn thịt. Có không? Ừ. Ăn táo. Ăn táo hả? Ăn nhiều vào, nhiều đủ trái cây hết. Joseph ăn chưa? Con muốn lớn bằng mấy ăn không? Con muốn lớn bằng mấy ăn phải ăn nhiều trái cây. Đừng ăn mấy cái snack đó, mấy snack đó là mấy đồ deep fry nó không có tốt. Spiky. Wow. Spiky. Cô giáo của con name Mrs. Tracy. Mrs. Tracy. Bây giờ không? Ủa? Tuyền Minh Tính đi đâu rồi hả má? Đi chợ. Chợ mà hai đứa con nó không muốn đi. Lớn nó muốn đi chợ. Vắng hơn nhiều mà.